Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Liệu ông Tô Lâm có phải là một nhà lãnh đạo cởi mở không? Ngày 1 tháng 10, BBC Tiếng Việt bình luận, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cởi mở hơn, ủng hộ hòa giải và tự do học thuật. BBC nhắc lại, trong chuyến công tác tại Mỹ, từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 9, ông Tô Lâm đã tham gia nhiều sự kiện và đề cập đến vấn đề hòa hợp, hòa giải. Và đây là hình bài trên BBC. Với tư cách là người đứng đầu đảng và nhà nước, những phát ngôn của ông Tô Lâm gây nhiều chú ý vì nó thể hiện tầm nhìn của lãnh đạo mới. Việc ông làm diễn giả chính trong buổi tọa đàm ở Đại học Columbia được đánh giá là một sự cởi mở, mạnh dạng của nhà lãnh đạo Cộng sản. BBC dẫn lời cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius nói rằng ông tin ông Tô Lâm sẽ tiếp tục củng cố mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam vì quan hệ hữu nghị gắn kết là lợi ích chung của cả hai dân tộc chúng ta. BBC cho biết, sự kiện kỷ niệm 1 năm nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện Việt Mỹ diễn ra tại New York ngày 22 tháng 9, có sự tham dự của cựu ngoại trưởng John Kerry, thượng nghị sĩ Dan Sullivan cùng nhiều quan chức, cựu quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ. Theo BBC, trong bài phát biểu tại sự kiện này, ông Tô Lâm đã nhắc đến vai trò của những người phá băng và những người bạn thân thiết của Việt Nam, gồm tổng thống Bill Clinton và các tổng thống kế nhiệm, các thượng nghị sĩ John McCain John Kerry. BBC tiếp tục dẫn lời cựu đại sứ Ted Osius cho biết, ông Tô Lâm đã phát biểu trong sự ngỡ ngàng rằng 30 năm trước, chúng tôi không thể tưởng tượng được rằng chúng ta sẽ tiến xa đến thế này. Và đây là hình ông Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm quan hệ ngoại giao Mỹ-Việt ngày 22 tháng 9 tại New York. Cựu Ngoại trưởng John Kerry đã đáp lại tinh thần tạo dựng tương lai của ông Tô Lâm, nói rằng Hoa Kỳ có thể ủng hộ tham vọng của Việt Nam trở thành một cường quốc công nghệ với nền kinh tế được thúc đẩy bởi trí tuệ nhân tạo và đổi mới, ông Osef kể lại. Đại sứ còn nhắc đến các màn trình diễn nghệ thuật mang tính tôn vinh và tinh thần hòa giải của các nghệ sĩ tầm vóc quốc tế. Nhiều người trong số họ, theo ông, đã sống cuộc đời giữa Mỹ và Việt và giúp thu hẹp khoảng cách giữa hai nước. Tuy nhiên, BBC cũng cho biết, câu chuyện giữa người Việt với nhau lại không được chú trọng, thậm chí bị lãng đi. Tại buổi nói chuyện tại Đại học Columbia, ông Tô Lâm đã tránh trả lời thẳng thắn về sự hòa giải giữa người Việt với nhau sau chiến tranh. Ông không đề cập gì đến vấn đề hòa hợp, hòa giải dân tộc mà chỉ nói tới quan hệ Việt Mỹ. BBC nhận xét, gần nửa thế kỷ sau khi chiến tranh chấm dứt, trong khi hòa giải giữa Việt Nam và Mỹ có những bước tiến rõ rệt, vì việc hòa giải giữa những người Việt từng đứng hai bờ chiến tuyến vẫn còn nhiều trắc trở. Một trong những biểu hiện nổi cộm là phong trào dư luận viên trên mạng ngày càng tăng cường, đã kích những gì liên quan đến Việt Nam Cộng hòa. Và đây là hình ông Tô Lâm và phu nhân tại sự kiện gắn kết qua nghệ thuật ở New York. BBC cũng nhắc lại vụ tấn công vào Đại học Fulbright Việt Nam vừa qua. Trong cuốn hồi ký của mình, ông Ted Osius đã kể rằng trong quá trình đàm phán về Fulbright Việt Nam thì một trong những khâu khó khăn nhất là đảm bảo trường có được tự do học thuật và việc Việt Nam đồng ý cho phép phun Việt Nam ra đời được coi là một bước đột phá. Ông cũng nhắc đến phát biểu của ông Tô Lâm rằng cải cách giáo dục là điều cần thiết để Việt Nam có được một nền kinh tế đổi mới, được thúc đẩy bởi sự tiến bộ công nghệ. Ông Osius nói thêm rằng, một điều đương nhiên, Đại học Fulbright không phải là một phần hay mầm mắm của một cách mạng màu nào, mà trường đang tìm cách thúc đẩy tinh thần tìm tòi và đổi mới trong số những sinh viên xuất sắc nhất của Việt Nam từ khắp mọi miền đất nước vẫn theo BBC. Ông Tô Lâm cũng chỉ rõ con đường phát triển của Việt Nam không thể tách rời xu thế chung của thế giới và nền văn minh nhân loại. Chưa rõ câu nói này mang ý nghĩa thực tiễn như thế nào, nhưng đây được cho là dấu hiệu của một sự cởi mở hơn trong tư duy của nhà lãnh đạo có xuất thân từ ngành công an như ông Tô Lâm. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin. Liệu ông Tô Lâm có phải là một nhà lãnh đạo mới cởi mở? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. 3.800 tù nhân được đặc xá nhân dịp quốc khánh. Ngày 30 tháng 9, VOA Tiếng Việt cho hay Việt Nam đặc xá cho gần 3.800 tù nhân không gồm Đinh La Thăng và Chu Ngọc Anh. VOA trích dẫn báo tin tức của Thông tấn xã Việt Nam cho biết, Văn phòng Chủ tịch nước công bố quyết định đặc xá năm 2024 do ông Tô Lâm ký ngày 29 tháng 9 trong một buổi họp báo có sự phối hợp của Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và Tòa án Nhân dân tối cao ngày 30 tháng 9. Đợt đặc xá này trả tự do cho hơn 3.700 người, nhưng không gồm những nhà hoạt động chính trị hay các quan chức chính quyền bị án tù trong các vụ đại án tham nhũng. Và đây là hình bài trên VOA. VOA cho biết, ông Lâm vừa kết thúc chuyến công du tới Mỹ và Cuba và hiện đang ở Mông Cổ trong chuyến thăm cấp nhà nước. Trước chuyến thăm Mỹ nói trên, chính quyền Việt Nam đã thả tự do trước thời hạn cho hai nhà hoạt động, Trần Huỳnh Duy Thức và Hoàng Thị Minh Hồng. VOA cũng cho biết, theo báo tin tức, đợt đặc xá năm nay được thực hiện nhân dịp kỷ niệm 79 năm Quốc Khánh, vốn được Việt Nam kỷ niệm vào ngày 2 tháng 9. Báo tin tức nói thêm, đợt đặc xá năm nay một lần nữa tiếp tục khẳng định chính sách khoan hồng của đảng, nhà nước và truyền thống nhân đạo của dân tộc Việt Nam đối với những người phạm tội, khuyến khích họ hối cải, rèn luyện trở thành người có ích cho xã hội. Tờ tin tức dẫn lời Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Ngọc Lâm cho biết tại buổi họp báo rằng có 561 người dân tộc thiểu số được đặc xá năm nay. Vị thiếu tướng cũng nói rằng trong số gần 3.800 người được thả trước thời hạn có 403 người phạm tội về trật tự quản lý kinh tế, 275 người phạm tội về chức vụ, 205 người phạm các tội về ma túy, 64 người phạm tội giết người trong số nhiều tội phạm khác. Và đây là hình cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng. VOA lưu ý không có bất kỳ nhà hoạt động chính trị nào được thả tự do trong đợt đặc xá này. Việt Nam đã công bố chính đợt đặc xá vào dịp ngày 2 tháng 9, một sự kiện mà chính quyền nói là trọng đại với tổng số hơn 92.000 người đã được thả trước thời hạn. Các nhà hoạt động vì tự do và dân chủ mà các tổ chức nhân quyền quốc tế gọi là tù nhân lương tâm không được thả trong những đợt đặc xá trước đây. VOA trích bản tin hồi đầu tháng trước của đài tiếng nói VOV về đợt đặc xá năm nay cho biết rằng những phạm nhân bị kết án tù về tội phản bội tổ quốc, hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, gián điệp, xâm phạm an ninh lãnh thổ hay bạo loạn không được đề nghị xét tha trước thời hạn. Vẫn theo báo tin tức, Thứ trưởng Công an Nguyễn Ngọc Lâm ngày 30 tháng 9 cho biết, ông Đinh La Thăng và ông Chu Ngọc Anh không nằm trong danh sách những người được đặc xá đợt này. VOA nhắc lại, ông Đinh La Thăng, cựu bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, bị kết án tổng cộng 30 năm tù vì tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Và đây là hình cựu phó bí thư thành ủy Hà Nội Chu Ngọc Anh. Trong khi đó, ông Chu Ngọc Anh, cựu chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, bị kết án 3 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí trong vụ thổi phòng giá kiếp xét nghiệm Việt Á. Những vụ án này được xét xử khi cuộc chiến chống tham nhũng của Việt Nam mở rộng từ các bộ ngành trong chính quyền tới các tập đoàn kinh doanh lớn trong nước. Theo VOA, vào tháng 8, chính quyền Việt Nam cho biết có khoảng 643 người nước ngoài đang thụ án tại Việt Nam. Trong khi đó, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói rằng có hơn 160 tù nhân chính trị đang bị giam giữ tại Việt Nam. VOA cho biết thêm, dự kiến những người được đặc xá năm nay sẽ được thả tự do vào ngày 1 tháng 10. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin 3.800 tù nhân được đặc xá nhân dịp quốc khánh. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.